Mình đã quay trở lại với đứa trẻ của mình. Mình Nam Mô đây. Hôm nay mình sẽ đi thả diều nha các bạn. Đi ra gấu. Let's go. Ôi em bé. Ủa chạy. 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 Ok. Các bạn ơi, cái diều của mình bay cao quá. Ui, nhìn đẹp thật đấy. Trên trời là một đống diều. Nhìn trên trời kìa các bạn. Ai bơi của em bay cao. Wow, rất đẹp. Đẹp quá các bạn ạ. Có cả diều màu xanh nữa. Một đống con chim bay, một đống con chim diều đang bay. Anh kéo. Đủ chấp đủ quá, làm nó cháy lỡ đúng bay. Ui, càng ngày càng bay cao hơn. Đây các bạn. Các bạn ơi. Đầu ga này chắc rơi khoảng đấy chân. Tầm mấy km đấy. Đúng rồi, diều không có dây. Quá đẹp. Bao nhiêu là cái giày? À, cái giày. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp, quá đạt. Wow. Anh ơi. Này, này. Cầm, cầm. Cứu tôi. Cứu Doraemon. Cứu Doraemon. Cứu Doraemon. Cứu Doraemon. Cứu Doraemon. Doraemon của tôi. Doraemon của tôi. Các bạn ơi, hôm nay trời đẹp quá, mình đi trả diều. Má quá. Má quá. Ui, đừng quên em. Đừng. Đừng, 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 đừng có trả dựng cao nữa. À. Cao chưa? Cao. Cao. Ồ. Cao các bạn ạ. Cao quá. Chết tấp dây lại. Tôi chấp dây lại. Mới phải cao.
chơi. Cầm mấy tay nó rồi cô chơi. Nó bay. Tít 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 lên trời. Wow! Cái đường đêm ơi! Có chú thêm! Chú ơi! Chú ơi! Bạn Nobita. Bạn Nobita. Con gái mình không nhìn. Nhắc nhau rồi. Cá mập, cá mập. Cá mập đang ăn đôi dây mọi như mà không bay cao được các bạn. Các bạn ơi, ở đây nhiều quá. Đôi dây mọi của mình là cá sấu này. Diều tuyết này. Diều không biết. À, diều con mực. Diều đấy, cá, diều mực. Cái gọi là diều mực, cái này diều băng gì đó. Diều băng em lấy rồi. À, diều bay cao quá, không nhìn thấy con. Diều mực. Các bạn ơi, đây xem diều to lắm. Diều kìa. Diều kìa. Ồ. Vừa dài vừa to ấy quá. Sướng nhỉ. Mình cần mấy cái gì ở đây thì nhỏ mini. Cái gì ở đây? Mày cao chưa các bạn? Đúng rồi cây. Diều mình là Pokemon. Đây. Cái diều của mình vừa mắc kẹt tận hai cái diều lận các bạn ạ. Với lỗi. Đẹp lắm các bạn ạ. Sắp tối rồi. Bây sắp tối rồi bây giờ. Rớt rối vào cái xe. Rơi. Ôi, như kiểu đôi dây môn yêu ai này. Quái. Quái. Bố ai đừng cua cho. Đừng dây vào rồi anh rồi. Ai đâu rồi. Mèo cho yêu 35 bà mèo. Cháu đi nè. Nó cần ơi. Ai đừng. Này, diều mình bay cao nhất.
giữa mình là diều bay cao nhất. Đúng rồi, diều của mình là diều bay cao nhất. Đúng rồi. Không có ai cao như mình. Diều đấy. Các bạn nhìn cái diều cao nhất trên trời không? À, đâu diều mòn đấy các bạn. Không phải, cái diều mà nhỏ nhỏ mini kìa, cao đấy. Ừ, có diều màu hồng bay 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 lượn lượn trên không trung. Oh. Con ngồi đẹp quá các bạn ạ. Đẹp quá, đẹp nhưng mà sợ sợ dây lắm. Ôi dồi ôi, diều cao quá. Thật là diều, cao, cao, cao. Diều cao ấy, chỉ rơi đến tối các bạn. Ê, các bạn đi bay cao quá. Cả không người dưới dây luôn ý. Các bạn ơi, bay cao quá. Bay cao mà còn không nhìn cả thấy luôn cơ. Mình mệt quá. Mệt quá. Đẹp quá. Đi nhìn mấy quả diều đẹp rồi đấy mẹ. Mệt quá nằm. Lấy lên mấy quả diều. Cái này cái
đi, con rể hay quá. Mạnh lên nữa, mạnh lên, nữa đi. Đấy, đi. Rồi ra ra trong cho trong chơi cũng nằm. Rồi ra đây nào, ra thôi, ra đây. Không thả diều nữa à? Được rồi, đi ra đi để cho bà ăn thể dục nào. Các bạn ơi, các bạn thấy mấy cái giường này đẹp không nhớ? Các bạn thấy đẹp thì cho mình một like, một đăng ký, subscribe. Nếu các bạn thấy video này hay ấy, nhớ cho mình một like nhé. Bye bye. Bye bye. Yeah.